Nhiều năm nay, chúng tôi đã phải chứng kiến những khách hàng thừa cân, béo phì, họ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề về sức khỏe, tinh thần. Từ việc khó khăn vì đau xương khớp, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, huyết áp, tiểu đường cho đến những mặc cảm nặng nề về ngoại hình. Tôi không muốn sống trong cơ thể này. Tôi từng chán ghét chính bản thân mình. Tôi bị mắc kẹt trong cơ thể này. Dưới đây là một số câu chuyện giảm cân thành công tuyệt vời nhất của Viện Thẩm mỹ Career. Tăng lên hơn 20kg, cuộc sống của tôi chỉ một màu đen tối. Tôi luôn phải dùng áo khoác che đi phần ngứa mỡ của mình khi đi ra ngoài. Tôi từ chối mọi cuộc gặp gỡ. Trước mọi người, tôi chỉ dám đứng chứ không dám ngồi vì sợ đống mỡ của mình sẽ lòi ra. Mỗi lần đi ngang người lạ, tôi cố gắng nín thở, hóp bụng. Như một giấc mơ, tôi giảm được 22kg và 160cm cho 3 vòng. Bệnh tật cũng tan biến, da trắng và hết sạch mụn. Tôi cảm thấy mình còn nhiều thứ để làm cho bản thân và gia đình. Tôi còn quá trẻ để thấy sức khỏe của mình đi xuống đến như vậy. Cân nặng vượt ngưỡng 100kg, vòng bụng lên tới 130cm. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực với cân nặng của mình như vậy. Giảm gần 20kg, tôi không nghĩ sức khỏe tôi lại cải thiện tuyệt vời như vậy. Tôi biết chắc chắn giảm cân thành công sẽ khiến cho cuộc sống của tôi tuyệt vời hơn rất nhiều. Tôi từng bị chính một người phụ nữ thích cho mình nhắn tin miệt thị ngoại hình của tôi. Tôi còn từng bị đặc biệt danh là Hà Mặt Lợn. Tôi từng mất đi công việc chỉ vì ngoại hình. Liệu tôi có giữ được hạnh phúc gia đình mình không? Nếu như tôi mặc cảm và tự ti mãi như thế này, tôi từng nghĩ rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa. Hành trình giảm cân của tôi vô cùng khó khăn. Mỡ của tôi quá rắn và khó giảm. Nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ của đội ngũ bác sĩ Korea, tôi đã giảm được gần 20 cân và 100cm cho 3 vòng. Sự thay đổi của cô Hà là một trong những trường hợp giảm mỡ thành công, cải thiện chỉ số sức khỏe đáng ngạc nhiên nhất. Trước khi đến với Korea, đôi chân cô thường xuyên đau nhức, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn, rồi khó thở, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Nhiều đêm cô cảm giác tim mình không còn đập. Cô phải thú nhận rằng, sau khi giảm gần 10kg, cô như đang sống cuộc đời mới, giờ bệnh lý hết sạch, cơ thể khỏe mạnh như hồi thanh xuân. Tôi đã từng rất là đắn đo với quyết định giảm mỡ của mình. Thực ra đó là khoản tiền lớn của hai vợ chồng tôi đã tiết kiệm đến mấy năm. Nhưng mà thực sự đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng là giảm béo với công nghệ Maxi Lipo lại là một quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay của tôi. Hiện tại tôi đã giảm được tới 15kg. Lần đầu tiên sau 10 năm tôi tận hưởng được niềm vui sướng mặc quần áo size S. Mà thực ra tôi lại còn có khi còn mặc được cả quần áo của cô con gái lớn. Thực ra việc giảm mỡ thì tôi thấy là tôi đỡ được bệnh tật, làn da được hồng hào và mịn màng hơn rất là nhiều. Cảm ơn Korea. Sau khi sinh bé thì tôi tăng gần 20 cân. Có những ngày tháng tôi mặc cảm tự thi đến mức tôi rất hay cáu gắt và không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh. Đôi khi tôi sợ phải gần gũi với chồng vì thân hình quá khổ này. Thất bại trong tất cả các phương pháp giảm cân, bất lực với mỡ thừa, tôi từng gào thét và đấm vào bụng mình. Thực hiện công nghệ Maxi Lipo, tôi đã giảm được 13 cân. Giờ đây tôi đã sở hữu một thân hình mảnh mai, xinh đẹp. Tôi hạnh phúc với quyết định đúng đắn và đúng lúc của mình. Mặc dù còn trẻ, nhưng tôi lại sở hữu vòng bụng lên tới 100cm. Tôi còn béo hơn cả mẹ đẻ của mình. Và tôi cảm giác mình có một cái bụng rất to, hơn tất thảy những người tôi quen. Tôi đã mang hơn 10 năm em bé mỡ và chưa từng một lần đẻ. Giảm tới hơn 12kg và 90cm cho 3 vòng. Hiện tôi đang trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống mới. Cân nặng của tôi từng là nhà tù của tôi. Bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn tự do và có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn. 5 năm trở lại đây, tôi gần như không tiếp xúc với ai ngoài chồng và hai đứa con. Tôi trầm cảm, căng thẳng cực độ về ngoại hình của mình. Đó là những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Sau khi giảm được 20kg, mối quan hệ của tôi và chồng được cải thiện tuyệt vời. Từ tinh thần đến chuyện thầm kín, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Trong mơ, tôi cũng không nghĩ rằng tôi giảm được 15kg, thay đổi mọi mặt về sức khỏe. Trước khi đến Korea, tôi bị thoái hóa khớp,
huyết áp, trào ngược dạ dày, ngoài viêm loét bao tử. Từ ngày giảm cân tới nay, tôi hoàn toàn bình phục và chia tay luôn tủ thuốc.